Một thùng nước suối không đặt đâu, đặt 4 bình 5 lít vậy á. Đầu điện đơn đúng bán một tiền thì chạy có 11 ngàn à. Rồi muốn có dây ràng không? Mượn dây ràng, ràng đi sao chở. Quỷ đi cho anh chạy, anh cho 10 ngàn. Ai biết đâu, nãy nhìn tưởng là một bình đâu mà lên thấy 4 bình luôn. Lại nữa rồi. Đặt xe chơi kiểu đó là xong rồi. Bữa mua cái dây ràng mà bữa đó dục đâu cũng tiêu rồi. Hôm nay thì đâu có chạy mấy cái đơn vậy đâu. Nãy quên xin cái thùng giấy. Ờ cái thùng nó nhỏ quá. Sẽ bớt em chứ. Sao đi nó bẻ mấy cái bình này. Cái bình này là ok rồi. Thì nó bẻ ra tàu hóa mua sao vậy? 10 mấy ngàn. Ê, đó chưa chưa gì thấy. Xéo ngoài kia đi. Rồi nè. Chẳng bên đó cũng có tiền cái chỗ nghe. Rồi được rồi đó. Chắc chưa? Rồi hổng. Hay lắc như vậy? Từ từ. Rồi được rồi. Hăng. Được, ok. Nó hơi lỏng rồi Quốc. Kệ nó, được rồi. Không sao đâu. Bình nhiêu ta? Xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi mình hỏi giá chứ biết đền trước. Ông nội kia cá đóng cái ghẹt kìa. Nó đặt thùng nước suối dễ chở không? Đặt về hả? Nói của mình mà nay nhảy hoàn sang. Ủa nói em đâu rồi? Anh Quốc đợi em luôn nha. Sao nó lắc quá vậy em Quốc? Nó bị lỏng quá hả? Nó lỏng quá hả? Ok, anh nhớ nói nha.